makan. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you know? Quá, xin chào bạn Ken nha. Trời ơi, bạn Ken này có bộ đồ gì mà đẹp dữ vậy ta? Đồ già Noel hả? Các bạn ơi, bạn Ken sẽ mặc đồ già Noel đi săn kẹo Giáng sinh và các con vật nha. Rồi xúc cái dây ra rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng bạn Ken đi nha. Và cái gì đó bạn Ken? Rồi các bạn ơi, một cái đồ đâu đây coi thử. À, cái đồ của con hươu nè, đội lên đầu nè các bạn. Đây cho bạn Ken đội thử nha. Wow, đẹp dữ ta. Rồi cái gì nữa đó? Rồi bỏ vô đi, bỏ vô. À, một kẹo ngược tuyết nè các bạn ơi. Cái gì nữa hả? Một nón già Noel luôn. Rồi đi tìm coi còn nữa không. À, có hai chiếc xe nữa hả? Nhanh đi ông già Noel nhỏ ơi. Wow, các bạn ơi, cái gì đây? À, các bạn ơi, có quá trời hộp quà luôn, bốn hộp quà luôn. Một hộp quà của ông già Noel tặng á. À, hộp quà ông già Noel tặng hả? Rồi còn gì nữa không? Cái gì vậy? Ủa các bạn ơi, một con rùa mẹ, một con rùa con. Quả wow, còn cái gì nữa đó? À, một con chim cánh cụt nha. Rồi một chú khỉ nữa. Ôi, trên đầu bạn Ken có cái gì kìa? Cái gì vậy? Ơi. Ý, rồi rớt rồi. À, một cục kẹo ông già Noel nè các bạn. À, một cái đồng hồ nữa hả? Trời, đồng hồ gì đây bạn Ken? Đồng hồ này đồng hồ gì vậy? À, đồng hồ chim Angry Birds. À, một chim cánh cụt ba nữa nè. Wow, quá trời luôn. Ý, cái gì vậy? Cái gì vậy bạn Ken ơi? Trời ơi, các bạn ơi, một ông già Noel nhỏ xíu nè. Có đeo cái giỏ nữa. Đeo cái túi đựng quà nè. Wow, đẹp ghê không? Đây, một cái kẹo ngừng tuyết. Kẹo ngừng tuyết. Ừ, kẹo ngừng tuyết. Rồi bỏ vô luôn, mình đi săn tiếp thôi. Đây, một thêm kẹo ngừng tuyết nữa các bạn ơi. Đây, một kẹo ngừng tuyết nữa nè. Hai ngừng tuyết. Ờ, hai kẹo ngừng tuyết luôn. Ý, quá cái gì vậy bạn Ken? Một già Noel cầm một cái kẹo ngừng tuyết nhỏ. Ông già Noel dễ thương dữ ta. Trời, quá trời ông già Noel luôn vậy bạn Ken. Ở đâu mà quá trời vậy? Đâu mà quá trời ông già Noel nhỏ luôn hả? Và các bạn ơi, quá trời ông già Noel nhỏ luôn. Quá, cái gì đó? Các bạn ơi, một cái banh gì mà bự dữ hả? Và các bạn, một cái banh giống hình người nhện dữ ta. Một cái banh màu cam nha em, đẹp quá. Và một con, và một con cọp. Con cọp bị té dưới nước luôn. À, các bạn ơi, bạn Ken lộn nguyên rổ đồ chơi luôn rồi nè. Bây giờ chúng ta về chúng ta đếm thử coi có bao nhiêu đồ nha. Đi theo ông già Noel đếm đồ thôi. À, bạn Ken ơi, bạn Ken mở đồ chơi ra cho các bạn xem với. Cái này là cái gì ạ? Banh. À, một chiếc banh hả? Rồi còn gì nữa không bạn Ken? Đây, một chiếc banh nè các bạn, một chiếc banh màu cam nha. À, một ông già Noel. Wow, ông già Noel có cái túi màu xanh nữa. Đẹp quá, rồi để chung với trái banh luôn. Đây thêm một ông già Noel nữa. Wow, ông già Noel mập có cái râu luôn nè. Có chữ Merry Christmas nữa. Wow, dễ thương quá ta ơi. À, đây cái gì đây? Wow, anh em của ông già Noel nè các bạn ơi. Ông già Noel này có cái nón nè, dễ thương quá. Rồi, còn gì nữa không bạn Ken? Wow, quá trời ông già Noel luôn. Đây ông già Noel có cây đàn nữa nè. Rồi, còn gì nữa vậy bạn Ken ơi? Một cục kẹo người tuyết. À, hai cục kẹo người tuyết luôn. Người tuyết này có màu xanh, cái nón màu đỏ. Một hộp quà màu xanh các bạn ơi. À, một người tuyết nữa. Người tuyết nhỏ, người tuyết em á. Đây, thêm một hộp quà nữa nè. Đây, hộp quà màu đỏ luôn với hộp quà màu hồng. Và một hộp quà màu vàng. Wow, cái gì đây bự dữ ta. Các bạn ơi, đây là một cái nón già Noel nè. Rồi bạn Ken đội thử cho các bạn xem chứ. Một cái đồ kẹp tóc các bạn, đồ kẹp tóc cái con hươu luôn. Wow, đẹp dữ ta. Rồi bây giờ tới mấy con vật nha. Một con rùa mẹ nè. Rồi một con rùa con.
Đây một chú khỉ khổng lồ luôn, bự quá trời bự luôn, rồi rứt cái tay luôn rồi. Gắn vô bà Ken đi, cầm khỉ bà gắn tay vô cái. Thôi con cầm hai con chim cánh cụt rồi hả? Rồi để gắn cái tay vô nha các bạn. Đây con khỉ đây, khỉ đứng được không đây? Rồi cho nằm đi, chút mình dựng đứng lại. Con chim cánh cụt con, con chim cánh cụt mẹ. À một con chim cánh cụt con và một con chim cánh cụt mẹ. Đâu này giống hai, này con mẹ này, này con ba đó. Chưa có đẻ con chim này của có bụng bầu này chưa đẻ con. Rồi lấy cái khác đi bạn Ken ơi, còn nữa không? Đây một con cọp bị rớt hậu qua nè. Một cái đồng hồ Angibus. Đẹp không bạn Ken? Màu đỏ nha. Rồi một cái kẹo người tuyết màu xanh nữa. Đây. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ ăn thử cục kẹo ông già Noel nha các bạn. Wow, đưa cho các bạn xem với. Ông già Noel khóc nè. Ông già Noel cười á, cười nhắm mắt á, chứ đâu có khóc đâu. Rồi, con ăn thử coi ngon không? Kẹo này mua trong tiệm thuốc Tây nha các bạn. Wow, ngon không vậy bạn Ken? Ngon không? Có mùi gì vậy? Sức ra rồi. Rồi, sức luôn rồi. À cái màu hồng á là mùi dâu á, còn cái màu trắng á là hả mùi sữa đó. Thơm không? Ừ, các bạn bạn Ken nói mùi gì mà ngon quá kìa trời ơi. Đây các bạn ơi, bạn Ken hôm nay là đi sang được nè. Bốn ông già Noel luôn. Bởi con ăn cái nón luôn. Thôi bạn Ken ăn cái nón luôn rồi hả? Rồi một chiếc banh. À hai chú chim cánh cụt. Một con rùa mẹ, một con rùa con, một con khỉ và bốn cái hộp quà nè. Quà đẹp quá. Một cái xe. Ý hai cái xe này nãy quên nói nữa. Cái này là đây là một chiếc chiếc cano nè. Chiếc tàu. Ừ, chiếc tàu hả? Rồi đây là một chiếc xe cứu hỏa luôn. Rồi kẹo đây, một cục kẹo, hai cục kẹo, ba cục kẹo, bốn cục kẹo. À một cái nón con hươu. Rồi một cái nón già Noel luôn. Rồi đây cho các bạn xem đồ của bà Ken đi săn về quá trời luôn nè. Quà đẹp quá. Hộp quà này là hộp quà gì vậy bạn Ken? Quà tặng. Quà tặng cũng già Noel tặng Giáng sinh đó hả? Dạ. Rồi cái này là Giáng sinh, là gần tới Giáng sinh là bạn Ken sẽ tặng quà nè các bạn ơi. Đây quá trời quà cho các bạn luôn nha. À, bây giờ chưa có thời gian để làm video tặng quà cho các bạn nữa. Đây ngày mùng 7 là sẽ làm video tặng quà cho các bạn nha. Đây quá trời quà luôn. Các bạn như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bây giờ nên anh Ken tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Bye bye. Là như kem vậy đó. Wow. Ôi mớp lôi ra các bạn ơi. Ơi đây. Rồi đủ rồi. Rồi bây giờ bạn kiệt nhỏ sẽ đập nghe, đập mạnh lên nghe, đập nhẹ qua để nó không có văng đâu đó. Quá. Quá đập một cái nó dính luôn rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chơi tiếp nha. Rồi chơi đón tiếp thôi. Bây giờ là tới bạn kiệt nhỏ bịt mắt lại. Cho bạn kiệt lớn chọn đồ ăn nha. Đây bạn kiệt lớn bị dính lên mặt rồi nè. Rồi bạn kiệt lớn chọn cái gì đây? Bánh nào lạ đó. À bánh đó hả? Rồi xé ra. Rồi bịt mắt là nghe, không được mở đâu nghe, không được chân gian nghe. Ai chân gian là thua đó. Rồi đút vô miệng ăn luôn. Ăn thử đi. Bánh gì đây? Bánh phần tôm. Đâu? Wow hay dữ ạ. Rồi tới bạn kiệt lớn nha. Ủa chưa. Rồi bạn kiệt lớn bịt mắt lại nha. Trái cây hả? Qua trái cây hả? Rồi bịt mắt chín lại. Bánh gì đây? Cái trái gì bên? Trái gì đây? Trái gì? Táo. Rồi đúng rồi. Rồi tới bạn kiệt nhỏ đi. Bạn kiệt nhỏ bịt mắt lại nghe. Rồi bạn kiệt lớn chọn đi. Đây các bạn ơi, chọn cái gì mà nó lạ mới á. Rồi cái này đi. Rồi ra. Gì vậy? Cái này chưa có biết nè. Rồi bịt mắt lại nghe, hả không ra. Rồi bánh phần tôm hả? Bánh phần
không phải tôm. À, bánh này bánh gì? Đây các bạn ơi, bánh này là bánh chay nghe, bánh snack chay vị da heo nè. Sai biết rồi, vô bị phạt. Rồi bỏ bột vô bằng kiệt lớn ơi, bỏ bột nhiều vô. Rồi xịt bột ra nha. Đây bột kem này các bạn ơi, xịt nhiều lên cho nó văng nhiều lên. Vừa quá. Rồi nhiều rồi, nhiều rồi. Rồi nhiều rồi. Rồi đập sao mà cho nó nhảy lên thôi nha. Rồi đập mạnh lên nó mới nhảy lên các bạn ơi. Rồi đập thử đi bạn Kiệt lớn ơi, đập đi. Quá chưa nhảy, quá nhảy luôn rồi. Lớn ơi, xem bên đó đi, bánh cũ á hả, cho ăn bánh cũ luôn. Rồi mạnh lên.